Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Từ đầu năm học mới thì luôn có những cái xôn xao về những cái khoản đóng góp mà đầu năm học mới. Chính vì vậy trong chương trình hôm nay chúng tôi có mời ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo đến để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, thì cái vấn đề mà đóng góp xã hội hóa hoặc các nguồn thu đầu năm học mới luôn luôn là cái vấn đề băn khoăn của nhiều phụ huynh. Vậy thì ông có thể cho biết là ở Nghệ An thì có cái tình trạng mà làm thu hay là có những cái khoản đóng góp mà gây băn khoăn cho phụ huynh hay không? Trong năm học 2017-2018 cho đến thời điểm này thì Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục Đào tạo, thì Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có các cái văn bản hướng dẫn về công tác thu chi đầu năm học. Ngay từ đầu tháng 8 thì chúng tôi đã triển khai. Cho đến thời điểm này, qua công tác kiểm tra, giám sát của các cái đoàn mà kiểm tra của Sở Giáo dục Đào tạo, thì đến thời điểm này các nhà trường đang tiến hành họp phụ huynh và tiến hành tức là tổ chức cái thu các cái khoản thu là theo quy định của nhà nước. Qua cái kiểm tra và qua phản ánh của dư luận của các cơ quan thông tấn báo chí thì chúng tôi thấy có một vài đơn vị là có cái dấu hiệu làm thu. Ví dụ như là ở trường tiểu học cửa năm 1. Thế nhưng sau khi kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng tại lớp 5C đó là lớp đang đưa ra một số cái khoản có thể thu, chứ còn nhà trường thì chưa là tổ chức thu. Vì vậy cho đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa phát hiện một cái đơn vị nào mà có cái dấu hiệu tức là làm thu sau khi mà cái đoàn kiểm tra của tỉnh cũng như đoàn kiểm tra của sở có kết luận chính thức, thì lúc đó ta mới khẳng định được rằng là tại tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018 là có cái dấu hiệu là làm thu. Vâng, liệu thì công tác hậu kiểm trong cái vấn đề mà các cái nguồn thu này của sở đã làm tốt hay chưa, để chúng ta làm rõ những cái vấn đề thu chi làm thu theo cái phản ánh của người dân. Vâng, sở giáo dục đào tạo thì hết sức là quan tâm lắng nghe cái ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ các cái cơ quan thông tấn báo chí. Sau khi mình nhận được thông tin, chúng tôi kiểm tra là xác định thông tin một cách chính xác, thì tùy theo cái chức năng quản lý của ngành, những đơn vị nào mà thuộc là ngành quản lý như là khối các trường trung học phổ thông thì chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hoặc thành lập cái đoàn về trực tiếp kiểm tra ngay và có cái thông báo chính thức cho dư luận, cho phụ huynh. Những đơn vị nào mà thuộc khối phòng quản lý, thuộc khối huyện quản lý thì chúng tôi có văn bản đề nghị phòng giáo dục đào tạo báo cáo với chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hoặc thị xã đó để tổ chức kiểm tra. Nếu như đơn vị đó có cái dấu hiệu nghi vấn thì phải kiên quyết để xử lý. Vâng, có một số ý kiến của người dân gửi về chương trình đó là băn khoăn về việc là xử lý cán bộ của sở đối với các cấp học ở trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng là có một số cái dấu hiệu vi phạm của các trường học thì sở rất là khó khăn trong cái việc mà xử lý các cái hiệu trưởng đó, hoặc là xử lý chưa đủ mức răn đe, cho nên là vẫn tồn tại những cái băn khoăn đó. Vâng, trong cái năm học 2016-2017 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập các cái đoàn kiểm tra về công tác thu chi. Đây là một việc làm thường xuyên của ngành. Thế thì qua kiểm tra thì chúng tôi đã phát hiện ra được một số cái nhà trường tuy không nhiều có cái dấu hiệu làm thu hoặc là thu một số cái khoản thu sai quy định. Và sau khi là có kết luận của các cái đoàn kiểm tra đó thì giám đốc sở đã có văn bản gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, những cái huyện, những thành thị xã mà có cái trường mà có dấu hiệu làm thu, và cái trách nhiệm xử lý ở đó chính là của chủ tịch ủy ban các huyện, thành phố, thị xã. Còn cái đơn vị mà trực thuộc sở thì sở sẽ trực tiếp xử lý. Và trong cái vấn đề mà làm thu ở các trường học ấy thì có một số ý kiến phản ánh rằng là cái việc thu đó thì và vận động thú ấy thì giao cho đại diện hội cha mẹ học sinh. Dẫn đến là có một số trường hợp là kiện nghị lên cấp cao, cấp chính phủ về cái việc mà xóa bỏ cái ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học. Vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này thế nào? Theo tôi thì trong cái thời gian qua trên cả cái phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến của một số cử tri hay của nhân dân, tuy nhiên không nhiều, có cái đề nghị chính phủ, đề nghị bộ giáo dục là bỏ cái ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh. Về nội dung này,
Thì theo quan điểm cá nhân tôi, thì ở một góc độ nào đó, cái ý kiến mà đề nghị bỏ cái ban đại diện cha mẹ và phụ huynh học sinh thì có phần tức là tiêu cực. Với một người trực tiếp đã có gần 20 năm trực tiếp đứng lớp, trực tiếp làm công tác chủ nhiệm và làm công tác quản lý, thì tôi thấy được cái vai trò rất là lớn của cái ban đại diện cha mẹ và phụ huynh học sinh. Chúng ta không phải vì một cái nội dung mà chúng ta lại đưa ra để xóa bỏ cái ban đại diện cha mẹ và phụ huynh học sinh. Ban đại diện cha mẹ và phụ huynh học sinh chính là cái cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn giáo dục một học sinh toàn diện thì ngoài các thầy đứng lớp trên tiết dài của 45 phút thì còn cần phải cái sự phối hợp hết sức hiệu quả của ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh. Qua làm việc với một số trường học từ mầm non cho đến trung học phổ thông, chúng tôi thấy nhiều trường ban đại diện có cái vai trò rất lớn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy thì trong thời gian qua cũng vẫn có, tuy nhiên không nhiều, một số ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh ở một số trường học đã chưa làm tốt cái trách nhiệm, hay có thể nói không thực hiện tốt, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm cái thông tư 55 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vì vậy mà cũng đây đó vẫn có cái ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh vì không làm tốt trách nhiệm, không làm tốt cái vai trò, và đặc biệt là trong cái công tác dân chủ, cho nên một phần nào đó cũng đã vô tình giúp cho hiệu trưởng thực hiện sai cái quy chế, và cũng dẫn đến là giúp cho hiệu trưởng đồng tình thu một số cái khoản thu mà không đúng cả cái văn bản là của ngành, cũng như ở trên. Tuy nhiên nó không nhiều. Thế thì theo tôi, để cái vai trò của hội phụ huynh, của ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy hết cái trách nhiệm, cái vai trò, thì chúng ta cần phải kiến nghị để Bộ Giáo dục Tạo sửa đổi cái thông tư 55 cho phù hợp với thực tế, và đồng thời cũng đề nghị là ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh cũng cần phải chọn lựa chọn những phụ huynh mà có thể nói có tâm, có tầm và có trách nhiệm trong cái việc cùng với nhà trường đó, trong cái việc là quản lý tốt công tác tài chính, và cùng với các cái ban ngành làm tốt cái công tác giám sát cộng đồng, để các nhà trường đó không còn cái việc là làm thu. Vâng, theo ông thì đối với cái việc làm thu hiện nay ấy, thì các cái giải pháp hiệu quả để ngăn chặn cái việc này là như thế nào? Với cá nhân tôi và thì tôi nghĩ rằng chúng ta, việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải quay lại cái việc là thu tiền xây dựng. Tuy nhiên mà quay lại thu tiền xây dựng thì phải sửa lại cái điều luật. Vấn đề này thì nó nằm ngoài cái tầm của các nhà trường, đề xuất của nhà trường, và cái này phải là chính phủ đề xuất quốc hội để chúng ta sửa luật. Cái thứ hai thì theo chúng tôi, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa, sát hơn nữa, cụ thể hơn nữa, trực tiếp chỉ đạo các nhà trường mà trực tiếp là các hiệu trưởng thực hiện nghiêm các cái văn bản quy định về hướng dẫn về công tác thu chi của sở. Cái thứ ba đó là chúng ta cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Mà việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát này theo tôi không chỉ ở ngành giáo dục, mà cần phải có sự phối hợp của các ngành hữu quan liên quan, mà đặc biệt ở đây chính là chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Cái thứ tư là chúng ta cần có phải có chế tài xử lý nghiêm hơn nữa và mạnh hơn nữa, để không còn cái tình trạng là có một số đơn vị sau khi là chúng ta kiểm tra rồi, xử lý rồi, nhưng mà sai phạm lại cứ tiếp tục sai phạm. Thưa quý vị, qua trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo, thì chúng ta có thể hiểu thêm về những cái vấn đề thu chi trong các trường học và vấn đề làm thu và xử lý làm thu như thế nào. Qua chương trình này thì mọi người có thể hiểu thêm một số cái khía cạnh trong lĩnh vực này.
Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.